Mác đoạn 15. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi, thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi ngài rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn ngài, mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời chi nữa, nên đổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả hễ đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì ngươi biết rõ các thầy tế lễ đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui xin dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, sao người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính điều Đức Chúa Giêsu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ chọn cho ngài một cái áo điều và đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào ngài rằng, kính lạy vua dân Giu-đa. Lại lấy cây sậy đánh đầu ngài, nhổ trên ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lại. Khi họ đã nhạo cười rồi thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu, ở ngồi ruộng về. Đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho ngài uống rượu hòa với một dược, xong ngài không uống. Khi đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba. Án ngài có ghi vào cái bảng rằng vua dân Giu-đa. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa tại cái thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cái thập tự bên tả. Như vậy, được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày. Hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười ngay rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt, cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng, coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy, đưa cho ngài uống mà nói rằng, hãy để, chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine, Marie là mẹ Gia Cơ nhỏ, và Jose cùng Salome là ba người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa
là những người đã theo Ngài lên thành Jerusalem. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát, khi đã chiều tối. Có một người tên là Joseph ở thành Arimathê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trong đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài đã chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài đã chết lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Joseph. Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Và Marie Madeleine cùng Marie mẹ Joseph đều thấy chỗ táng Ngài.